Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự quận 3 phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 và Trường Tiểu học Trần Văn Đăng, long trọng tổ chức khánh thành công trình lực lượng vũ trang quận 3, chung tay xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp và thân thiện môi trường, nhằm kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2024, ngày Môi trường Thế giới, tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Thầy Lâm Phước Hải, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thành phố trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, của đảng viên và nhân dân thành phố mang tên Bác. Trong thời gian qua, Trường Tiểu học Trần Văn Đăng tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nội dung chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống và thực hiện dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm trong đội ngũ, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị. Trường Tiểu học Trần Văn Đăng xác định rằng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là niềm tự hào và còn là nghĩa vụ thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quận 3 nói chung và Trường Tiểu học Trần Văn Đăng nói riêng. Tinh thần đoàn kết, nhân nghĩa, hòa hợp, khoan dung trở thành nền tảng cốt lõi trong đời sống tinh thần của toàn thể cán bộ, nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước. Chính vì vậy, Trường Tiểu học Trần Văn Đăng đã tiến hành xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được vinh dự đón nhận sự quan tâm của Ban Chỉ huy Quân sự quận 3, của Phòng Giáo dục Đào tạo quận 3, của quận đoàn 3, của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường 11 quận 3 trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và trồng cây nhớ ơn Bác với công trình xây dựng trường học Trần Văn Đăng xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. Đồng chí Ngô Văn Phương, quận ủy viên, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận 3 phát biểu. Công trình lực lượng vũ trang chung sức xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và gắn với thân thiện môi trường, thì đây là một cái chương trình chung của thành phố theo chỉ thị 19. Ngoài ra thì nó còn một cái ý nghĩa của một cái việc ý nghĩa nhân dân theo cái chương trình của quận ủy quận 3. Ngoài ra thì nhằm chào mừng đại hội thi đua thắng của lực lượng vũ trang của quận 3 giai đoạn 2019-2024 và các hoạt động chào mừng hướng tới 80 năm kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và chúng ta năm sau 2025 chúng ta hướng tới 50 năm. 50 năm chúng ta giải phóng miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước. Thì do vậy thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận 3 cũng xin ý kiến của quận ủy, ủy ban cũng phối hợp với lại Phòng Giáo dục để tiến hành những cái công trình mang ý nghĩa thì gắn với cái việc giáo dục chúng ta, nói chung là giáo dục là cuốn sách đó, gắn với giáo dục. Do vậy thì ngày hôm nay thì báo với thầy cô thì Phòng Giáo dục chọn địa điểm là trường Văn Đăng của mình, là cái trường đầu tiên để khai trương cũng như là để phát pháo đầu tiên để làm những công trình còn lại ở các cái trường học khác. Thank you.